10 phát minh có thể thay thế những thứ quen thuộc trong tương lai. Trong tương lai, nhiều thiết bị và công nghệ mới có thể trợ giúp con người thực hiện nhiều công việc khác nhau. Dưới đây là 10 phát minh có tiềm năng làm được điều đó. 1. Vải tự làm sạch. Ảnh minh họa, Brightside. Các nhà khoa học Úc đã phát minh ra một loại vải dệt có khả năng tự làm sạch. Vải sử dụng cấu trúc nano, có thể hòa tan các vết bẩn và vết ố khi tiếp xúc với ánh sáng. Các phân tử nano này có kích thước khoảng 5 nanomet. Kết hợp cùng với dioxit titanium anatase, một chất thường được sử dụng như chất nhuộm giúp phân hủy chất bẩn, vết ố và các vi sinh vật dưới ánh nắng mặt trời. Đây có thể là một tin vui với những người không thích giặt giũ. 2. Cửa sổ đổi màu tạo ra điện. Ảnh minh họa, Brightside. Bằng cách sử dụng một vật liệu năng lượng mặt trời mới, các nhà khoa học đã tạo ra một cửa sổ tự động tối đi khi nhiệt độ tăng lên. Cửa sổ ngăn bức sóng hồng ngoại đi vào các tòa nhà, giúp hạn chế tăng nhiệt trong phòng. Điều này khiến cửa sổ có thể thay thế máy điều hòa không khí trong tương lai. Ấn tượng hơn nữa, nhiều ý tưởng cho rằng có thể tận dụng mặt ngoài các cửa sổ để tạo ra điện nhờ thiết kế như những tấm pin mặt trời. 3. Chó robot dẫn đường. Ảnh minh họa, Brightside. Chú chó dẫn đường bằng robot được các nhà nghiên cứu tại Đại học California sáng chế có thể hỗ trợ những người khiếm thị. Robot có gắn camera nhỏ và dây xích tích hợp cảm biến, cho phép nó cảm nhận được chướng ngại vật và dẫn dắt chủ nhân di chuyển một cách an toàn. Công nghệ này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khi công nghệ tiến bộ hơn, những chú chó dẫn đường bằng robot này sẽ trở nên thông dụng và phổ biến hơn. 4. Giường thông minh. Ảnh minh họa, Brightside. Đây là một trong những ý tưởng đang được nghiên cứu để giúp những người bị khó ngủ. Giường thông minh có chức năng thu thập dữ liệu về giấc ngủ và liên kết với điện thoại thông minh. Sau đó, giường có thể tự điều chỉnh các tính năng để mang đến cho bạn giấc ngủ ngon nhất vào ban đêm. Giường thông minh còn cho phép bạn điều chỉnh các tính năng khác nhau, chẳng hạn như định vị nệm và nhiệt độ như ý muốn. Thiết bị này cũng sẽ có các tính năng khác bao gồm máy chiếu tích hợp để bạn có thể xem TV. 5. Robot mô phỏng y tá. Ảnh minh họa, Brightside. Robot này đang được nghiên cứu, thiết kế để giúp y tá thực hiện các công việc thường ngày, chẳng hạn như nâng bệnh nhân ra khỏi giường hoặc đo các chỉ số cơ thể. Những robot này có thể tiết kiệm thời gian cho y tá, giúp bệnh viện hoạt động hiệu quả hơn. 6. Cửa quét mã vạch. Ảnh minh họa, Brightside. Trong tương lai, bạn có thể sẽ không phải xếp hàng chờ đợi khi thanh toán tại siêu thị nhờ công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động. Về cơ bản, sẽ có máy quét ở cửa siêu thị hoặc cửa hàng. Khi bạn rời đi, các mặt hàng sẽ được quét tự động và tiền sẽ được chuyển thẳng tới thu ngân qua thẻ ngân hàng đã đăng ký. Tuy nhiên, để làm được điều này, các hệ thống siêu thị, cửa hàng cần đồng bộ hóa dữ liệu với ngân hàng, đồng thời công nghệ quét mã phải được thiết kế phù hợp để tránh sai sót. 7. Chỉ đường bằng công nghệ A. Ảnh minh họa, Brightside. Hiện nay, tính năng chỉ đường trực tuyến là một trong những công cụ quen thuộc với các lái xe. Thay vì là bản đồ đơn thuần, trong tương lai có thể các ứng dụng sẽ tích hợp tính năng chỉ đường thực tế tăng cường. A, có thể liên kết để hiển thị trên kính chắn gió ô tô, tên đường và các điểm đến sẽ xuất hiện trước mắt bạn. 8. Ổ khóa thông minh. Ảnh minh họa, Brightside. Khóa thông minh đã xuất hiện trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tuy nhiên chúng chưa được sử dụng rộng rãi. Giống như các thiết bị thông minh khác, những ổ khóa này có thể kết nối với điện thoại của bạn. Một ứng dụng cho phép bạn khóa và mở khóa ngôi nhà của mình từ xa. Thậm chí, bạn có thể đặt lịch để khóa cửa vào những thời điểm nhất định. 9. Kính A. Ảnh minh họa, Brightside. Kính A hay kính thông minh đã được tạo ra, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục trước khi phổ biến ra thị trường. Kính thông minh sẽ có thể hiển thị cho bạn mọi thứ, chẳng hạn thời tiết, tin nhắn và chỉ đường. 10. Nabot robot làm móng. Ảnh minh họa, Brightside. Việc sơn móng tay tại nhà có thể gặp khó khăn vì đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Ngày nay, có một số thiết bị vẽ móng tay tự động, chẳng hạn như robot Nimble, tuy nhiên chiếc máy này mới chỉ thao tác được những công đoạn đơn giản, một sản phẩm thương mại với độ chính xác cần thiết để thay thế con người.